Nhân dịp kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, chiều nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt các nhà báo lão thành và lãnh đạo các cơ quan báo chí. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương và lãnh đạo các ủy ban của Quốc hội. Cùng dự cuộc gặp còn có các nhà báo là thành viên Ban Sơ khảo và Ban Trung khảo Giải báo chí Diên Hồng lần thứ nhất năm 2023. Tại cuộc gặp gỡ, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam đã báo cáo về hoạt động báo chí trong thời gian qua, khẳng định công tác tuyên truyền hoạt động của Quốc hội ngày càng hiệu quả, thiết thực, sinh động, trở thành cầu nối quan trọng giữa Quốc hội với cử tri. Các nhà báo tham dự cuộc gặp cũng đánh giá cao những đổi mới của Quốc hội trong thời gian qua, thể hiện một Quốc hội đổi mới gắn chặt với cuộc sống của nhân dân vì sự phát triển chung của đất nước. Các nhà báo cũng đánh giá cao thành công của Giải báo chí Diên Hồng lần thứ nhất năm 2023 vừa được tổ chức, để lại tiếng vang và lan tỏa sâu rộng về đổi mới hoạt động của Quốc hội, giúp cử tri nhân dân ngày càng hiểu hơn về vai trò Quốc hội. Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, Đảng, Nhà nước luôn khẳng định báo chí là lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong công tác tư tưởng, là phương tiện vũ khí sắc bén để tuyên truyền, cổ vũ, động viên, tập hợp, tổ chức và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trải qua 98 năm xây dựng và trưởng thành, Báo chí Cách mạng Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo đã luôn đồng hành cùng những chặng đường đấu tranh của cách mạng, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, chế độ xã hội chủ nghĩa. Theo mặt Đảng, Đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội biểu dương và chúc mừng đội ngũ những người làm báo trong cả nước đã nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều thành tích to lớn. Đánh giá cao đóng góp của các cấp hội nhà báo Việt Nam trong suốt 73 năm thành lập. Nhắc lại thành công của Giải báo chí Diên Hồng lần thứ nhất năm 2023, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, mặc dù thời gian chuẩn bị ngắn nhưng đã nhận được sự quan tâm của đông đảo các cơ quan báo chí, và với sự công tâm, khách quan của ban giám khảo là các nhà báo lão thành, nhiều kinh nghiệm, đã lựa chọn được 67 tác phẩm xuất sắc nhất từ hơn 3.300 tác phẩm dự thi để vinh danh tại lễ tổng kết và trao giải. Thì lễ tổng kết và trao giải vừa qua được tổ chức tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô thì đã được tổ chức một cách trọng thể, ấm áp, để lại cái tình cảm dấu ấn rất là tốt đẹp trong các vị đại biểu Quốc hội, những người tham dự trực tiếp cũng như là qua cái sóng phát thanh truyền hình đối với nhân dân và đồng bào cả nước. Lần này trao đặc biệt này là đang họp Quốc hội, cho nên báo cáo chỉ là có gần 300 đại biểu Quốc hội là đăng ký tham dự trực tiếp tại hội trường, và rất đông là đại biểu Hội đồng Nhân dân và đại biểu Quốc hội khác tham gia qua sóng truyền hình. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế mạnh mẽ, sự phát triển vượt bậc, nhanh chóng của khoa học, công nghệ, truyền thông hiện đại dẫn đến những yêu cầu, đòi hỏi cao hơn về công tác báo chí. Với chức năng nhiệm vụ của mình, Quốc hội luôn quan tâm hoàn thiện về mặt thể chế, chính sách đối với lĩnh vực thông tin, truyền thông, báo chí, thực hiện kế hoạch 81 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội đã tập trung rà soát luật báo chí, cũng phát hiện ra hệ thống các văn bản pháp luật về báo chí đã bộc lộ những hạn chế bất cập, chưa theo kịp tốc độ phát triển của báo chí hiện đại, chưa bao quát được các vấn đề lớn có tính chất then chốt của truyền thông đại chúng hiện nay. Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách để xây dựng nền báo chí Việt Nam có đủ năng lực làm chủ không gian mạng, là dòng thông tin chủ lưu, có năng lực khơi nguồn. Vì vậy, trong thời gian tới, luật báo chí dự kiến sẽ được sửa đổi, bổ sung, tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho báo chí phát triển. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị báo chí tiếp tục thực sự trở thành cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, thực hiện tốt hơn vai trò truyền thông chính sách, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Tôi mong rằng toàn thể đội ngũ nhà báo chúng ta tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc quan điểm báo chí là vũ khí sắc bén, công cụ đắc lực của Đảng, là tiếng nói của nhân dân và là diễn đàn rộng lớn, mạnh mẽ của nhân dân trên mặt trận tư tưởng, chính trị, văn hóa, bằng sự tìm tòi, khám phá, sáng tạo, góp phần đấu tranh loại bỏ cái sai, cái xấu, bảo vệ cái đúng, cái tốt vì sự nghiệp chung của đất nước. Tôi xin kính chúc các nhà báo luôn luôn giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết trong tim, luôn luôn xứng đáng là những người chiến sĩ cách mạng như Bác Hồ đã từng căn dặn và trông đợi. Các nhà báo lão thành tiếp tục ân cần dìu dắt, truyền lửa nghề với tinh thần mắt sáng, lòng trong, bút sắc cho các thế hệ nhà báo kế cận. Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị cơ quan quản lý nhà nước về báo chí cần đẩy mạnh chuyển đổi số báo chí gắn với kinh tế số, kinh tế báo chí truyền thông, tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, các công nghệ mới và hoạt động báo chí truyền thông.
mong muốn báo chí tiếp tục thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hai chiều giữa Quốc hội và các cơ quan báo chí, tiếp tục bám sát, phản ánh đầy đủ, kịp thời thông tin về các hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp tới đông đảo cử tri, nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế, truyền tải kịp thời tâm tư nguyện vọng của cử tri, nhân dân tới Quốc hội, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của Quốc hội, xây dựng hình ảnh Quốc hội ngày càng dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện, gần gũi. Đồng thời bày tỏ các cơ quan báo chí, các nhà báo tiếp tục tuyên truyền và tích cực tham gia giải Liên Hồng các mùa giải tiếp theo.